Bây giờ tới gọi là crescendo, là cái cao điểm. Cái dịp này là không phải ca đoàn Thánh Linh không, nhưng bây giờ con xin mời tất cả anh chị em trong liên ca đoàn và quý khách, quý cha hãy đứng dậy, mình ca tụng Chúa lần chót qua cái bài không cần giới thiệu, đó là bài Hang Bethlehem. Xin mở tiếng, mở giọng và đón mừng Chúa trong Hang Bethlehem. Could everyone at home and here please give our beautiful little angels a round of applause, please. Thank you.
Let's give ourselves a hand. Trong tất cả các ca đoàn, con thấy ca đoàn này là hay nhất đó phải không quý cha? Một lần nữa, con xin cảm ơn tất cả liên ca đoàn ở từ Houston, từ xa đến, đã phải tập dượt hy sinh biết bao nhiêu thời giờ. Hy vọng là chúng con được một niềm hy vọng thôi. Hy vọng đó không phải trình diễn, nhưng mà hy vọng đó là một cách nào đó nâng tâm hồn chúng con ở nhà hoặc ở đây trong cung thánh, nâng tâm hồn chúng ta lên gần gũi Chúa hơn để đón nhận Chúa trong mùa Giáng sinh này. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả liên cao đoàn ở Houston. Và để tiếp lời thầy Lý, chúng con chân thành cảm ơn cha xứ đã cho phép và ủng hộ tinh thần của chúng con. Cha Sơn thì đi theo chúng con từng bước một, còn cha Khánh thì nhắc nhở từng tí từng mỗi công việc, từ việc trang hoàng cho tới việc làm đẹp cho những bông hoa sắp xếp như thế nào, rất là chi tiết. Chúng con cảm ơn cha. Và còn một người cha nữa mà con không thể quên được, đó là cha Thảo. Dù ngài đã đi xa rồi nhưng luôn nhớ chúng con và giúp chúng con. Không biết giờ này cha có đang coi chúng con ở trên TV hay là trên trực tuyến không? Hello from Houston, cha Thảo. Hello, we love Houston. You, we miss you. Yes. Con cũng không quên cảm ơn hội đồng mục vụ, tất cả các anh chị đã vất vả và lo lắng cho từng chuyện để chuẩn bị cho buổi diễn nguyện ngày hôm nay. Con cũng cảm ơn ban hướng dẫn, ban truyền thông, anh Hưng One Media, anh Việt ban âm thanh, anh Bảo lo trực tuyến, chị Christine Quỳnh và những quý vị ân nhân đã bảo trợ cho chương trình chúng con ngày hôm nay. Và còn rất nhiều những anh chị em họ âm thầm giúp đỡ làm mọi những cái công việc cần thiết để chúng con có thể có một buổi diễn nguyện tốt lành và rất là hay như ngày hôm nay. Xin quý vị cho tất cả mọi người một tràng pháo tay thật lớn. Và còn một người nữa, đó là chị Nguyễn Hồ Trúc Ngọc, là trưởng ban thánh ca của giáo xứ Đức Mẹ Lời Đức chúng con. Ladies and gentlemen, the lady on the column. Xin mời chị Ngọc ra đây. Xin mời chị Ngọc ra đây để TV và mình lên online để cha Thảo và tất cả mọi người được thấy chị. Xin cho chị một tràng pháo tay thật lớn. Con xin cảm ơn tất cả quý vị và sau đây con xin mời cha Sơn làm phép lành cho chúng con và nói những lời cuối cùng. Dạ, đối với cha mới được lên thiên đàng trong 2 tiếng vừa qua. Quý vị có cảm thấy như vậy không ạ? Quý vị có muốn năm tới giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức tiếp tục host nữa không ạ? Và dĩ nhiên trong bất cứ cái tổ chức nào, nhất là lâu rồi giáo xứ này không có tổ chức những cái buổi diễn nguyện lớn như thế vậy, chắc chắn nó không có được chu toàn, không được hoàn hảo như lòng mình mong ước. Nhưng có sự hiện diện rất đông đảo của quý anh chị em giáo xứ nhà thì mình không nói rồi, có giáo xứ bạn nữa, những cái nghĩa cử, hy sinh, cố gắng, những buổi tập dượt, những buổi cầu nguyện để đưa mọi người hướng về hang Bethlehem. Mong sao đêm nay cũng là đêm để hướng chúng ta cảm nghiệm được để Chúa đến trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Như chị MC đã nói, dĩ nhiên mình không chuẩn bị bằng những cái thứ bên ngoài, những cây thông, những cái hoa, nhưng điều quan trọng mình chuẩn bị tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mong sao Chúa đang đến, Chúa sẽ đến trong tất cả quý anh chị em và trong từng gia đình của quý vị thành viên trong ca đoàn của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả vì những ưu ái, vì quý vị đã nhận lời mời. Và dĩ nhiên không quên cảm ơn tất cả những người thiện nguyện đã dọn dẹp rồi cắm hoa rồi trang trí. Phải nói không biết làm sao nói hết lời. Và vì vậy ngay sau đây xin mời tất cả quý ca viên, quý gia đình, chúng ta cùng hướng qua bên phía hội trường. Chúng ta có cùng ăn uống với nhau một chút rồi hàn huyên. Bởi vì cái mục đích
Việc tổ chức như thế này cũng là dịp để cho các ca đoàn mình có thể chia sẻ cái tình thương, chia sẻ cái tài năng của mình, chia sẻ cái niềm tin của mình với nhau. Và vì vậy, chút xíu cha Phó Khánh sẽ qua bên đó làm phép của anh cho quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người những ngày tháng chuẩn bị mà mừng Chúa Giáng sinh thật là êm ấm, cảm nghiệm được Chúa hiện diện trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng phép xin Chúa ban phúc lành cho buổi diễn nghị của chúng ta. Con xin mời cha rồi nhé. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em ra đi bình an.